cảm vấn và vào sân. Ban tổ chức xin kính mời các quý vị đại biểu ở phía trước có ghế cao lùi về phía sau để cho cái lượng khán giả hiện nay vẫn còn đang đến sới rất đông. Trân trọng giới thiệu ở đầu rào số 24, leo mở rộng giữa đà Vũ Hoàng Từ Sơn Bắc Ninh, trang phục cờ đỏ. Gặp đà Nguyễn Văn Công Hoài Đức, trang phục cờ xanh. Hai đà vào sới. Hai đà xa đài. Bắt tay nhau trước khi vào thi đấu. Hai đội chuẩn bị. Các trọng tài chuẩn bị. Hiệp 1 bắt đầu. Sau đô vật Vũ Hoàng ở Từ Sơn và đô vật Văn Công ở giải 3 mở rộng, xin mời đô vật Trường Vũ của thị trấn và đô vật Nguyễn Văn Đình của Gia Lâm chuẩn bị. Hiện nay ở giải 3 mở rộng, đô vật Trường Vũ thị trấn anh đã nhất thắng 2 trận. Và đô vật Nguyễn Văn Đình ở Gia Lâm có đăng ký với ban tổ chức là vào phá giải 3. Hiện nay đô vật Trường Vũ đã thắng 2 trận. Thanh niên thị trấn có Tạ Văn Quang đã nhất thắng 2 trận, mời đội tiếp tục vào đăng ký với đội Tạ Văn Quang. Chúng tôi tiếp tục xây dựng các đồ nào và cho giữ giải nhì và giữ giải nhất. Hiện nay các đô ở Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Quân Đội, Hà Nội, một số tỉnh thành đã đến rất đông ở phía sau. Đề nghị các đồng chí sắp xếp khẩn trương để làm sao các vận động viên được về tham dự và được vào tham gia tại sân vật thị trấn Cô Hoài năm nay. Chúng ta xin công bố kết quả ở lúc 1:30 hiệp 1. Đô Vũ Hoàng Từ Sơn Bắc Ninh thắng cuộc. Như vậy là ở lào 24, Vũ Hoàng đã nhất thắng một trận. Mời các đô